Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 3 nhé. Unit 15, Lesson 3. Phần 1, chúng ta sẽ thực hành nghe và lặp lại những câu này. Và chúng ta sẽ thực hành phần ngữ điệu tiếp theo nhé. Các em nhìn thấy những cái mũi tên đi xuống này. Chúng ta sẽ thực hành những câu này. Câu hỏi và các câu trả lời đọc theo kiểu ngữ điệu đi xuống, thấp xuống ở phần cuối câu nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe máy trước. Page 34, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. 1. What would you like to be in the future? I'd like to be a nurse. 2. Why would you like to be a nurse? Because I'd like to look after patients. Chúng ta sẽ thực hành lại nhé. What would you like to be in the future? Future, future, ngữ điệu thấp xuống dần nhé. Future, thấp xuống ở phần cuối câu. I'd like to be a nurse. Nurse, nurse. Why would you like to be a nurse? Nurse. Because I'd like to look after patients. Patients. Number 2, listen and mark the sentence intonation, then say the sentence aloud. Chúng ta sẽ nghe và đánh dấu vào những phần ngữ điệu của câu. Sau đó thì chúng ta nói lại những câu này lớn lên nhé. Chúng ta đánh dấu như thế này. Dấu cái mũi tên đi xuống như thế này nhé. Page 34, Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then, say the sentences aloud. 1. What would he like to be in the future? He'd like to be a teacher. 2. Where would he like to work? He'd like to work in a school. 3. Why would he like to be a teacher? Because he'd like to teach young children. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại và các em đánh dấu nhé. Page 34, Activity 2. Listen and mark the sentence intonation. Then, say the sentences aloud. 1. What would he like to be in the future? What would he like to be in the future? Future. Chúng ta sẽ đánh cái dấu giống như phần trên này nhé. Future. He'd like to be a teacher. He'd like to be a teacher. 2. Where would he like to work? To work. Thấp xuống nhé. He'd like to work in a school. 3. Why would he like to be a teacher? Because he'd like to teach young children. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần số 2 nhé. Kem sang phần số 3. Number 3, let's start. What would you like to be in the future? Phần này chúng ta sẽ nghe máy nhé. Page 34, Activity 3. Let's chant. What would you like to be in the future? 1, 2, 3, 4. What would you like to be? I'd like to be a nurse. What would you like to do? I'd like to look after children. Where would you like to work? I'd like to work in the mountains. I'd like to be a nurse. I'd like to look after children. I'd like to work in the mountains. Chúng ta cùng xem phần này nói gì nhé. Bạn thích làm gì trong tương lai? Bạn muốn làm gì trong tương lai? Tôi muốn là một y tá. Bạn muốn làm gì? Tôi muốn chăm sóc
cho những trẻ em. Bạn muốn làm việc ở đâu? Tôi muốn làm việc ở những ngọn núi, trên những ngọn núi. Tôi muốn là một y tá. Tôi muốn chăm sóc cho những trẻ em và tôi muốn làm việc trên những ngọn núi. Kem, ở đây chúng ta có từ mountain. Mountain đây là danh từ số nhiều nhé. Mountains, mountain, núi. Number 4, read and tick true or false. True thì chúng ta ký hiệu là chữ T như này nhé, là đúng. False, ký hiệu chữ F là sai. Chúng ta đọc và đánh dấu đúng hoặc là sai vào những câu bên dưới nhé. My name is David. Tên của tôi là David. I'd like to be an astronaut. Astronaut là phi hành gia nhé. Tôi muốn là trở thành, tôi muốn là một phi hành gia. Là một nhà phi hành đó nha. In the future, trong tương lai. Tôi muốn là một nhà phi hành gia trong tương lai. I'd like to fly in space and work with other people in a spaceship. Tôi thích là bay. Fly, động từ fly là bay nhé. Tôi muốn bay trên không trung. Space, trên không trung, và làm việc với những người khác. Other, những người khác nhé. Other là khác. Other people, những người khác. Tôi thích được bay trên không trung và làm việc với những người khác. In a spaceship, các em có từ spaceship là tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ nhé. Spaceship. It's important work and very exciting. Đó là một công việc quan trọng và rất là thú vị. Các em có từ important. Là quan trọng nhé. Cô viết tắt thế này nhé. Work, công việc. Exciting, thú vị. Đó là một công việc rất là quan trọng và thú vị. I'd like to get out of the spaceship and work in space. Tôi thích được get out, ra khỏi. Tôi thích được ra khỏi spaceship, chúng ta có từ cô ghi trên đây rồi nhé. Bước ra khỏi tàu vũ trụ và đi bộ trên không trung. Walk là đi bộ nhé. Tôi muốn được ra khỏi tàu vũ trụ và đi bộ trên không trung. I'd also like to visit other planets. Tôi cũng muốn, các em có từ also là cũng. Những cấu trúc trên là các em có I'd like, đây các em có thêm từ also nhé. Tôi cũng muốn được thăm những hành tinh khác. Các em có từ planet, hành tinh. Tôi cũng muốn được thăm những hành tinh khác. I'm studying hard at school. Tôi đang học hành rất là chăm chỉ ở trường. Studying hard. Học chăm chỉ hay là học tích cực nhé. Study là học và hard là tích cực hay là chăm chỉ. I'm studying hard. Tôi đang học rất là chăm chỉ ở trường. I hope my dream will come true one day. Tôi hy vọng, hope là hy vọng nhé. Tôi hy vọng là giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thực vào một ngày nào đó. True là sự thực hay là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thành phần đúng sai và các câu bên dưới nhé. David would like to be an astronaut. Astronaut, phi hành gia. David thì muốn trở thành một phi hành gia. Thì câu này chúng ta nhìn ở câu trên này. David nói là I'd like to be an astronaut in the future. Tôi muốn trở thành một phi hành gia trong tương lai. Cho nên câu này chúng ta sẽ đánh dấu vào câu đúng nhé. 2. He would like to work with other people. Cậu ấy hay là anh ấy muốn làm việc với những người khác. Thì chúng ta thấy ở đây nè. Đây, with other people. I'd like to fly in space and work with other people in a spaceship. Cho nên câu này cũng là câu đúng nhé. Ở trên thì David dùng chủ ngữ là I vì nói về chính mình. Ở đây thì chúng ta nói về cậu ấy, nói về David, chúng ta dùng chủ ngữ là he nhé. Ngôi thứ 3. Nhưng mà chúng ta thấy cái nội dung thì đúng với đoạn văn nhé. Chúng ta đánh dấu vào cột đúng, true. 3.
Câu số 3, he would like to travel around the world. À, cậu ấy muốn được đi vòng quanh thế giới. Travel là đi, around the world là quanh thế giới nhé. Vòng quanh thế giới. Thế giới là từ world, world. He would like to travel around the world. Thì trên đoạn văn này chúng ta không thấy xuất hiện cái nội dung này đúng không? Cho nên Kem sẽ đánh dấu vào cột sai nhé. False, false. Number 4. He would like to walk in space. À, cậu ấy, anh ấy muốn được đi bộ trên không trung. Thì chúng ta nhìn vào câu này nhé. I'd like to get out of the spaceship and walk in space. À, tôi muốn được ra khỏi tàu vũ trụ và đi bộ trên không trung. À, chúng ta thấy nội dung ở đây rồi, cho nên câu này sẽ là câu đúng nhé. Chủ. Number 5. He would like to visit other planets. À, anh ấy muốn được thăm những hành tinh khác. Ở đây, I'd also like to visit other planets. Tôi cũng muốn được thăm những hành tinh khác, đúng không? Chúng ta thấy câu này là câu đúng. Chủ. Number 5, bài số 5. Write about what you would like to be and do in the future. Hãy viết về những cái mà em muốn làm, em muốn là và làm trong tương lai. Có nghĩa là chúng ta viết về cái nghề chúng ta thích làm trong tương lai và cái công việc mà chúng ta muốn làm trong tương lai nhé. My name is, tên của tôi là. Thì chỗ này cô bỏ trống nhé, các em sẽ viết tên của mình vào đây. Ví dụ tên của các em là Mai Anh, chúng ta viết vào đây nhé. My name is Mai Anh. Hoặc là My name is Nam, tên của tôi là Nam, ví dụ vậy nhé. I'm studying at, tôi đang học ở trường nào. Ví dụ các em học ở trường Nguyễn Trãi chẳng hạn, thì các em ghi là Nguyễn Trãi Primary School. Thế cô ví dụ nhé. Cô ví dụ thế này nhé. Còn trường của các em là trường khác thì chúng ta thay tên trường vào chỗ Nguyễn Trãi này nhé. I'd like to be, tôi muốn là một cái nghề gì đó trong tương lai. Ví dụ các em muốn nói là I'd like to be a nurse, tôi muốn là một y tá chẳng hạn nhé. To be a nurse, tôi muốn là một y tá. In the future, trong tương lai. I'd like to, tôi muốn. Thì chỗ này các em sẽ viết cái công việc mà chúng ta muốn làm nhé. Thì ở chỗ này chúng ta phải viết cái công việc làm sao cho nó phù hợp với cái danh từ chỉ nghề nghiệp mà ở bên trên này các em muốn làm. Ví dụ chúng ta muốn làm y tá thì phải là tôi muốn công việc là chăm sóc cho bệnh nhân, đúng không? Thì chỗ này các em sẽ điền là look after patient. Hoặc là look after children cũng được nhé. Tôi muốn được chăm sóc cho những bạn nhỏ, look after children. In my free time, trong thời gian rảnh của tôi, I'd like, tôi thích. Thì các em nhớ là sau I'd like này chúng ta dùng một động từ nguyên mẫu có to nhé. Ví dụ như tôi thích nghe nhạc chẳng hạn nhé. I'd like to listen. Chúng ta dùng động từ nguyên mẫu là to listen. To listen to music. Tôi muốn nghe nhạc. Hoặc là I'd like to go shopping. Vân vân tùy các em nhé. Có một điều cô nhấn mạnh là chỗ này chúng ta có thể thay đổi từ nurse này bằng một từ khác. Ví dụ như các em muốn là một phi hành gia đúng không? Thì các em sẽ nói là I'd like to be an astronaut in the future. Trong tương lai tôi muốn là một phi hành gia. Thì chỗ này hoạt động các em phải viết làm sao cho phù hợp với công việc là phi hành gia nhé. Thì cái chỗ này các em sẽ viết là I'd like to fly in space. Tôi muốn bay trên không trung. Thì giống như cái đoạn văn phần 4 mà chúng ta làm hồi nãy đó. Và những cái cụm từ khác chỉ nghề nghiệp khác tương ứng mà chúng ta đã học nhé. Cô gạch chân cụm từ này để các em có thể thay thế nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo. Number 6, project. Make a poster about what would you like to be in the future and tell the class about it. Chúng ta hãy làm một cái affix về những cái mà em muốn là trong tương lai và nói với cả lớp về điều đó nhé. Thì cái này các em sẽ vẽ một cái bảng như thế này nhé. Có thể chúng ta vẽ tranh hoặc là không có tranh thì có tranh rồi chúng ta nói thêm câu vào đây. Ví dụ các em vẽ vào đây hình của một bác sĩ chẳng hạn nhé.
Và cái em viết ở đây là từ doctor hay là cái câu là I'd like to be a doctor in the future. Tôi muốn là một bác sĩ trong tương lai. Và sau đó các em sẽ nói với cả lớp rằng I'd like to be a doctor in the future. Và chúng ta nói là chúng ta muốn làm gì nữa thì because I would like to look after patients. Bởi vì tôi muốn chăm sóc cho những bệnh nhân nhé. Hoặc là các em có thể nói thêm là vì tôi muốn làm việc ở trong bệnh viện. I want to work in the hospital. Ví dụ như vậy nhé. Và nếu chúng ta thích nghề nghiệp khác thì chúng ta viết về những cái nội dung khác tương ứng với nghề nghiệp đó. Number 7, color the stars. Chúng ta sẽ thực hành tô màu ngôi sao. Now I can. Bây giờ tôi có thể ask and answer questions about future plans. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những kế hoạch trong tương lai. Vậy thì chúng ta có thể làm được nhiều thì chúng ta tô màu hết 3 ngôi sao mà ít thì 2 ngôi sao. Hoặc là ít hơn nữa nhé. Listen to and understand text about future plans. Nghe và hiểu được những đoạn văn về những kế hoạch trong tương lai. Chúng ta sẽ tô màu vào những ngôi sao tương ứng nhé. Read and understand text about future plans. Đọc và hiểu được những đoạn văn về những kế hoạch trong tương lai. Và tiếp theo là write about my dream job. Viết về cái nghề nghiệp mà mình mơ ước. Thì chúng ta có thể khả năng viết được đến đâu. Thì chúng ta sẽ tô màu các ngôi sao tương ứng nhé.